Bin, khi chàng rapper kiệm lời bật khóc. Trong tập 4, anh trai vượt ngàn chông gai, Bin lần đầu không kiềm nén được cảm xúc khi nhắc về nỗi đau mất cha. Chia sẻ với truyền thông, Bin thừa nhận bản thân gắn liền với hình ảnh trai hư, luôn xuất hiện cùng mẫu nữ gợi cảm trong các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nam rapper khiến khán giả không khỏi bất ngờ bởi tính cách nhẹ nhàng, sâu sắc và vô cùng tình cảm. Trong tập 4 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Bằng Kiều, Hồng Sơn, Bin và ST Sơn Thạch đã chạm tới trái tim khán giả bằng bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng. Mọi câu từ đều được trau chuốt, gửi gắm nhiều cảm xúc tới câu chuyện về tình phụ tử đầy xúc động. Vốn là nghệ sĩ kiệm lời, nhưng ở video hậu trường, Bin đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về người cha của mình. Mối quan hệ giữa anh và cha có nhiều khúc mắc nhưng suy cho cùng, đó vẫn là ruột thịt, là gia đình của anh. Bản thân nam rapper có nhiều điều hối hận, dằn vặt suốt thời gian dài. Anh cũng không về kịp, phút cuối cùng chỉ kịp nắm chặt bàn tay thôi chứ để nói gì với nhau thì không kịp nữa rồi, Bin nén nỗi đau chia sẻ cùng ST Sơn Thạch. Cảm xúc mãnh liệt cùng tình phụ tử sâu sắc của ca khúc Tỉnh Thức Sau Giấc Ngủ Đông khiến cả khán phòng đều dành sự đồng cảm cho Bin và các anh tài. Dù không phát biểu sau khi trình diễn, nhưng đôi môi mím chặt, đôi mắt hoen đỏ của Bin như thay lời nam rapper bày tỏ cảm xúc. Lời động viên, chúng ta là gia đình mà, đến từ anh cả Bằng Kiều cùng những lời động viên từ đồng đội, khiến Bin không khỏi xúc động. Sau khi màn trình diễn được phát sóng, rất nhiều lời động viên và sự đồng cảm từ cộng đồng mạng được gửi tới Bin. Mình cũng mất cha 8 năm trước, sau khi mình đi du học một ngày. Trước khi lên máy bay, cha mình đau tim nhẹ nhưng chỉ vỗ vai mình và nói không sao đâu, có tuổi rồi mà. Nhưng đâu ai ngờ, khán giả Linh Chi bình luận. Khán giả Kiều Anh thể hiện sự đồng cảm với Bin qua câu chuyện của mình giận lắm khi cha có gia đình mới. Cha luôn gửi lời chúc mừng cùng nhiều quà mỗi dịp mình sinh nhật nhưng sự ích kỷ khiến mình bỏ mặc hết. Bỗng sinh nhật năm ấy, cha không nhắn tin. Linh cảm không lành, mình tới thì đã thấy bông hoa đen phủ trên di ảnh ba. Ba dặn gì không nói với mình nữa vì ông đã quen với sự im lặng này rồi, hãy để mọi chuyện trôi đi. Bin sống nội tâm, ít nói nên khó khán giả nào thấy được. Nỗi đau gia đình không trọn vẹn, dây dứt khi thấy bàn tay ba chỉ cử động lần cuối nhưng không thể nói được gì và ra đi. Nó đau vô cùng. Không hiểu từ lúc nào, mình lại theo dõi hành trình của Bin, xem chương trình này vì bạn ấy. Khán giả Đức Anh bình luận ủng hộ nam rapper. Dù không phải lần đầu tiên Bin chia sẻ cảm xúc về người cha đã khuất nhưng khán giả vẫn vô cùng thương chàng nghệ sĩ trẻ. Phần trình diễn đã thành công tốt đẹp và để lại trong lòng khán giả nhiều cảm xúc. Trong những công diễn tiếp theo, Bin vẫn là cái tên nổi bật được khán giả chờ đón, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màu sắc mới và những màn trình diễn hấp dẫn.